Hải Đăng xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hải Đăng xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cái ngôi nhà khách. Vâng, Hải Đăng xin giới thiệu với quý vị và chia sẻ với quý vị một cái ngôi nhà khách của họ giáo Thanh Nê. Có thể nói đây là một ngôi nhà khách được thiết kế rất là đẹp. Vâng, bây giờ thì Hải Đăng đang trên đường đi xuống cái nhà khách của họ giáo Thanh Nê. Trên đường đi xuống dưới nhà khách họ giáo Thanh Nê thì quý vị nhìn thấy có những cái trước mắt quý vị là có những cái hàng cau, những hàng cau rất là to cao và rất là đẹp. Đây là cái chính là cái kỷ niệm của cha Cố Đạo, thời ngài còn làm công tác mục vụ ở đây, ngài còn trông coi ở đây thì ngài đã cho giáo họ trồng một cái hàng cau như thế này. Và bây giờ thì quý vị thấy là qua một thời gian thì nó đã phát triển lên rất là to cao và rất là đẹp. Cái đoạn giữa này thì là do ngày xưa là cái bờ ao nó nở cho nên là nó mất mất một số cây cho nên nó bị trống như thế này. Và trước mắt quý vị và các bạn là một cái ngôi nhà khách của họ giáo Thanh Nê. Quý vị có thể nhìn thấy là ở trên thì được lợp bằng ngói đỏ. Và cái ngói này là ngói giếng đáy Hạ Long quý vị các bạn nhé, chứ không phải là ngói bình thường đâu. Cái ngói này cũng khá là đắt đấy. Và cái mái này thì Hải đang nghe nói là lập mất xít 1 vạn và gần 1 vạn viên viên ngói giếng đáy Hạ Long đã được lập lên trên cái mái này. Nó có một cái màu rất là đẹp. Và trước mắt Hải Đăng đây, trước mắt quý vị và các bạn đây là cái cổng phụ, mang tiếng là cổng phụ nhưng mà cái cổng nó rộng tới 5,5 mét quý vị và các bạn ạ. Đấy, có một bộ cổng inox, cổng tự động luôn, nó bấm nút là nó tự chạy ra chạy vào được. Vâng, và trước mắt quý vị và các bạn là ngôi nhà khách của họ giáo Thanh Nê. Ngôi nhà khách của họ giáo Thanh Nê thì được xây dựng, bắt đầu xây dựng vào năm 2018 và được khánh thành vào năm 2020. Rất vinh dự cho giáo họ Thanh Nê vào cái dịp đại lễ Thiên Chúa Giáng Sinh năm 2020 thì giáo họ được hân hạnh đón Đức Cha Giáo Phận về cắt băng khánh thành và thánh hiến cái ngôi nhà mục vụ này. Vâng, và đây là cái sảnh giữa trung tâm của cái ngôi nhà khách của họ giáo Thanh Nê. Thì ở đây là giữa sảnh thì giữa cái mái chéo có một pho tượng Đức Chúa Giêsu làm vua. Rất là uy nghi, rất là đẹp. Vâng, ngài ngự ngay giữa trung tâm của sảnh nhà khách của họ giáo Thanh Nê. Hải Đăng cũng xin giới thiệu và chia sẻ với quý vị và các bạn là cái kích thước của cái ngôi nhà mục vụ, cái ngôi nhà khách của họ giáo Thanh Nê thì được xây dựng với cái chiều dài là 30 m, chiều rộng là 9 m, nội tâm sử dụng trong phòng là 6 m, còn đâu là hành lang. Vâng, cái nhà khách của họ giáo Thanh Nê này thì có cái hành lang rất là đẹp. Giáo họ được xây với quy mô 2 tầng, mỗi tầng vào khoảng tầm 300 m², và với một mái ngói đỏ là mái chéo ở bên trên. Vâng, mái ngói bên trên thì cũng được xây tường và gác xà gồ, gác phên, sau đó mới lợp ngói đỏ lên trên. Có thể là nói là họ xây dựng với một cái quy mô rất là vững chắc, rất là chắc chắn và rất là đẹp. Thì quý vị thấy là các cái vòm cuốn, rồi các cái cột, các cái đấu, các cái hàng rậu, các cái hoa văn có thể nói là được bố trí một cách rất là hài hòa. Vâng, và đây là cái khu vực trước mắt quý vị là một cái cầu thang. Cầu thang ở lên trên khu vực tầng 2. Cầu thang được thiết kế là giữa một làn và hai bên, chia ra hai bên hai làn. Để phòng khi có những cái đại sự thì có rất là nhiều người lên xuống. Nên là ở đây người ta đã thiết kế là đi lên giữa một cái làn to và hai làn bé này đi phân chia ra hai bên. Cũng đang thấy cũng rất là hay. Đây là cái mô hình cũng khá là thuận tiện, khá là hay cho cái nhà khách và giáo họ Thanh Lê. Ở trước mắt quý vị là một pho tượng, tượng Chúa Giêsu làm vua. Ngài ngự ngay giữa sảnh luôn. Vì là cái đằng trước nó bị hạn chế cho nên là Hải Đăng không thể quay được cái khu vực đằng trước. Ở đây quý vị nhìn thấy một cái hành lang ở trên khu vực tầng 2 rất rộng
Và cái phòng bên phía này là nó có 3 cửa nhưng thực ra nó chỉ có một phòng thôi. Cái phòng này nó rơi vào tầm 95 mét vuông. Đấy, quý vị nhìn thấy cái hành lang, nhìn thấy những cái đường nét người ta làm nó rất là chuẩn chỉ, nó rất là đẹp, nó tôn lên cái vẻ đẹp rất nhiều, tôn lên rất nhiều cái vẻ đẹp cho cái nhà khách và của họ giáo Thanh Nê. Đấy, quý vị thấy từ những cái hàng song nó cũng đều rất là đẹp, một cái lựa chọn rất là hay. Đây là cái lối đi lên trên tum rồi. Tum thì chúng ta không không lên trên nào cái gì nữa rồi. Còn đây là cái khu vực bên phía đằng bắc của nhà khách, thì bên đây được thiết kế là một phòng ngủ khép kín và một phòng khách, vì giáo họ cũng tính là tương lai sẽ lên giáo xứ, cho nên là giáo họ cũng tính là có những cái phòng để cho các đấng các bậc sau này các ngài về đây coi sóc, ở đây các ngài có chỗ để ăn nghỉ ngơi cho nó thoải mái. Tầng trên tầng dưới thì được thiết kế như nhau, tầng dưới cũng có một phòng ngủ và một phòng khách. Bên phía đằng nam thì cũng có một cái phòng rất là to, 95 mét vuông. Cái phòng đấy để mỗi khi có những cái sự kiện trong giáo họ, những lễ quan thầy của giáo họ hoặc là quan thầy của các hội đoàn thì chúng ta có thể tập trung ăn uống để giao lưu mừng rỡ, để họp đặt các thứ ở đây cũng khá là thuận tiện cho cái công việc của giáo họ. Đây là cái quang cảnh phía bên cạnh. Vâng, và đây là cái hành lang ở dưới tầng 1, quý vị thấy hành lang rất rộng, nó vào khoảng tầm 2,4 m, 2,5 m gì đó, thênh thang thoải mái luôn, các cháu thoải mái là nô đùa. Và có thể là lưu ý chúng ta có thể kê bàn tròn đây ăn, một bàn tròn là thoải mái luôn, rộng rãi, ngồi ghế quây thoải mái, vẫn ở cái hành lang này vẫn thoải mái luôn, có thể được mấy mâm cỗ từ đầu này đến đầu kia luôn, bởi vì cái này là giáo họ đã từng làm rồi. Và Hải Đăng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video này. Xin mời quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho Hải Đăng bằng cách chia sẻ cái video này. Và hãy nhấn đăng ký và nhấn vào cái quả chuông để sớm nhận được nhiều những cái video tiếp theo của Hải Đăng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video lần sau.